Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó chính là kẹp bướm thôi mọi người. Đây là kẹp bướm đến từ nhà Eret nha mọi người, với mã số là E513. Với cái kích thước của cái kẹp bướm này nó sẽ là 25mm nha mọi người. Ở trong một cái hộp nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ có tới 12 cái kẹp bướm nha. Mình sẽ mở ra cho mọi người cùng coi ha. Đây, kích thước 25mm thì nó sẽ như thế này ha. Và cái chất liệu của nó là được làm từ thép mạ inox dẻo dai nha mọi người. Ở trên nó thì sẽ có một cái lớp sơn bóng khá là bóng mượt ha, nhìn rất là đẹp mắt nha mọi người. Với cái công dụng chính của cái kẹp bướm này á, chúng ta sẽ dùng để kẹp những cái tài liệu rời rạc của chúng ta ha. Và tránh cho cái việc mà tài liệu của mình bị mất ha. Đây, với cái độ với cái kẹp bướm có kích thước 25mm như thế này á thì chúng ta sẽ kẹp tài liệu với một cái độ dày vừa phải như thế này ha. Sẽ kẹp cho mọi người cùng coi ha. Đây. 25mm mà mình sẽ có thể dùng một cái và có thể làm cho nó cố định được cái tài liệu như thế này được không? Đó là chắc chắn mà không có bị xê dịch hay rời rạc đâu ha. Có lung lay như thế nào thì nó vẫn rất là chắc chắn và không có bị rơi lên một tờ giấy nào hết ha. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể linh động kẹp ngang nó như thế này cũng được. Nếu như các bạn kẹp ngang thì các bạn nên dùng tới hai cái kẹp bướm nha mọi người. Đây, nếu dùng hai cái như thế này á thì chúng ta trông nó sẽ rất là giống một cái quyển sổ khác của chúng ta. Rất là hay luôn ha. Không hề bị đung lai hay bị rơi đâu, rất là chắc chắn luôn. Ngoài ra cái công dụng của nó thì cũng có thể dùng để đánh dấu được cái trang sách mà mình đang đọc dở dang đó mọi người. Đây. Ví dụ mình đặt tới đây rồi mà mình sợ bị mất dấu trang thì mình cũng có thể đánh dấu như thế này cũng được. Khá là hay nha mọi người. Đó. Đây, mình có thể đánh dấu vô như thế này. Mình đã đọc tới đây rồi ha. Khá là hay ha. Ngoài những cái công dụng chính như thế này ra thì mình vẫn còn một số cái công dụng phụ muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết tới. Đó chính là mình có thể dùng trong cái sinh hoạt gia đình của mình cũng được. Mình dùng nó để làm móc phơi đồ hay treo đồ gì cũng hay ha. Và chúng ta có thể dùng để kẹp những cái đồ dây nhỏ sợi linh tinh á, và dùng kẹp nó vào là treo nó lên thì nó rất là gọn gàng ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến video của mình. Nếu mà mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì mọi người hãy bấm vào phần mô tả ở bên dưới thì mình sẽ có gắn một cái link cho mọi người cùng tìm hiểu ha. Cảm ơn mọi người đã coi hết video clip, và nếu mọi người cảm thấy yêu thích mình thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé.